爱个个也要切磋，最有骨气，对女友教训也当唱歌，潇洒英俊，完美嘅性格变化太多，前夹卑鄙，仍会碰到了美人一个，寡佬一个，无谓下下计较咁多，边个边个，无聊找。力气去计算结果，斗手瓜，斗钱多，无实力但有火。男人鬼秘心事，你未了解，令你心跳加快，迷失又出街。男人搞笑幽默，又坏又怪，任你摆，任你猜，其实买力认真兼爽快。Dù kiện này mà lên tòa án, quan tòa chỉ tin cô là người mẹ không có trách nhiệm. Cô không thắng được Harry đâu. Cho dù bề ngoài có róc ra sao, anh cũng giống như những người đàn ông khác. Là một người đến độ tuổi trung niên không chơi được, không thua được là chú. Anh hy vọng sau này em bé điều kiện gì cũng không có. Cho dù là kỹ năng sống làm người, chuyện gì cũng bắt đầu từ cơ bản học lên. Anh sẽ ở chỗ là không nên cho em hy vọng giả, để em tưởng rằng có thể tái hợp lại với anh. Đáng lẽ anh nên quyết định từ sớm, chính thức làm thủ tục ly hôn đơn phương. Nè, hai người có thú vui như vậy hồi nào vậy? Là cá đa xuân đó. Sáng nay anh ta tới đây là chui vô đây than thở. Than thở cộng từ kỹ nghiêm trọng như vậy, hai người gọi đây lén lút làm cái gì chứ? Sao không vào trong đó để giảng đạo cho anh ta nghe đi? Tôi đâu có cần người giảng đạo. Tôi không có bị gì hết. Tôi bị cô ta trêu chọc lừa dối. Bây giờ ăn bánh sandwich đó cũng không có dám thêm mật ong nữa kìa. Chuyện trong lòng ai cũng có. Năm nay đặc biệt nhiều, nhưng mà chúng ta cũng không thể để cái mặt than thở ra để cho người ta an ủi tệ đến như vậy. Cá đa xuân là đặc biệt nhất đó. Nếu như chủ động tìm anh ta tâm sự, có thể tối nay tăng ca cũng chưa nói hết đâu. Bà nói đủ chưa? Tưởng là tôi bị điếc hả? Có chuyện gì á, cứ nói. Nói đại đi mà. Anh ta có chuyện gì, nói qua đó lại cũng là cái chuyện đó thôi. Tóm lại một câu thôi, một ngày anh ta chưa rời khỏi Hồng Kông thì cũng đừng có mơ tưởng thoát khỏi sự ảnh hưởng của nhà họ Chung. Anh làm ơn toàn tâm toàn ý làm con rể trăm tỷ dùm cái đi. Mấy anh nói như vậy thật là sai. Sự việc đã có tiến triển mới rồi. Tôi quyết định chạy ra khỏi cái cục này. Tôi quyết định di cư qua nước Pháp. Đây là nước Pháp sao? Hình như vậy. Ly trà của cô. Cảm ơn. My lady, bà muốn uống cái gì? Không cần đâu. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ không nói lâu. Cô đến tìm tôi có chuyện gì? Lần này tôi đến muốn trả cái này cho bà. Cô lấy đâu ra những tấm hình này? Là Mary đưa cho tôi. Cô ta tìm thấy trong đồ của đại trung mã. Cô muốn bao nhiêu tiền? Tôi không muốn lấy tiền của bà. Cô muốn tôi từ bỏ giành quyền nuôi dưỡng Felix? Đương nhiên tôi muốn rồi. Nhưng không có nghĩa là tôi lấy những tấm hình này đi uy hiếp bà. Đã làm phiền. Đợi đã. Cô đừng giả thanh cao trước mặt tôi. Cô tưởng cô như vậy tôi sẽ nghĩ khác về cô sao? Cô từ bỏ giành quyền nuôi dưỡng Felix, cô nhất định hối hận. Nói thật nha, trước đây
Tôi rất muốn lợi dụng hình của bà để uy hiếp bà từ bỏ danh quyền nuôi dưỡng của Phyllis. Tôi không phải thần kinh. Tôi biết những tấm hình của bà là lá bài vàng. Có nó rồi, bà nhất định sẽ nghe theo lời tôi. Bà có biết là tôi nhìn thấy những tấm hình bà đang cầm trong tay, tôi rất không cam tâm không? Tôi rất muốn giành lại nó. Trước khi tôi đến đây, lòng tôi đã đấu tranh rất lâu, cuối cùng cũng không làm được. Những chuyện như vậy, bà nói là tôi không có Phyllis, nhất định sẽ hối hận. Tôi nghĩ sẽ không đâu. Đáng lẽ phải là tôi sẽ không hối hận. Tôi không phải không muốn làm, mà tôi không làm được. Ánh mắt bà nhìn tôi bây giờ làm tôi nghĩ về một người. Anh ta nói tôi rất đúng. Tôi là người rất cố chấp. Có chuyện gì hôm khác nói đi, tôi mệt lắm. Tại sao? Tại sao cái gì? Những tấm hình Mary cho cô, tại sao lấy để hoán đổi với Lady Lauren chứ? Quả nhiên là người trung thành nhất của Lady Lauren. Bà ta cho anh biết nhanh như vậy rồi sao? Cũng là câu đó, tôi cái gì cũng không cần, hình cũng đã trả lại cho bà ta hết rồi. Tại sao bà ta còn kiếm anh đến phiền tôi nữa? Cô có từng nghĩ những tấm hình đó sao lại có không? Thì là của đại trung mã cất giấu, Mary tìm thấy trong đồ của ông ta ra mà. Cô thật là ngây thơ đến nỗi tưởng mình may mắn. Trong lúc cô cần người khác giúp, không sớm không muộn là có một ông tiên đem hình đến đưa cho cô sao? Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Những tấm hình đó là tôi mượn tay Mary đưa cho cô, để cô có thể ra giá trao đổi với Lady Lauren. Nếu như cô tin có thần tiên thì tôi là thần tiên đây. Anh nói cái gì? Hôm đó đại trung mã kêu tôi đưa hình cho Lady Lauren, tôi giữ lại một số tấm. Tôi biết sẽ có một ngày Lady Lauren biết được thân phận của Phyllis, đến lúc đó những tấm hình này sẽ giúp được cô. Nhưng mà không ngờ ngày đó lại tới nhanh như vậy. Nhưng mà tôi càng không ngờ cô bò khờ này vì những nguyên tắc ngớ ngẩn của mình mà trả hết toàn bộ hình cho Lady Lauren. Tôi nói cho cô nghe, sau này cô có mất con cũng được khóc với tôi. Anh lại có ý đồ gì với tôi đây? Tôi có ý đồ gì? Anh đừng có tưởng cho đến bây giờ tôi vẫn còn tin anh. Cho nên cô thà tin là có thần tiên chứ không thèm tin tưởng tôi. Đúng, tôi không tin tưởng anh. Tôi không tin cái cô đảo này sẽ vì tôi mà phản bội ân nhân của mình, ông chủ của mình. Anh không thích nợ người ta, cũng không cho phép người ta nợ anh cái nguyên tắc đó. Được, anh muốn tôi tin tưởng anh phải không? Anh cho tôi lý do đi. Cho tôi lý do tại sao anh phải làm như vậy. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards, tôi thật không hiểu tại sao tôi lại thích cô bò khờ này chứ. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that... Nè, ba anh Thang đủ chưa vậy?
Năng lượng chính của tôi bị mấy anh hút hết rồi, tôi cũng không lên tiếng nè. Nếu như năng lượng chính anh lợi hại như vậy, chúng tôi đã không cần phải ngồi đây than thở rồi. Không những như vậy tôi cảm thấy còn tệ hơn trước nữa. Anh đau lòng như vậy, tôi trả lại hết năng lượng chính cho anh nè. Anh lấy đi nè, lấy đi nè, lấy đi. Trời ơi, vậy sao rồi? Hôm nay má tôi nấu cơm cho tôi. Tôi cũng vậy nữa. Nè nè, hôm nay ba của tôi hãy nấu bò kho. Bạn gái tôi hôm nay học làm bánh kem đó. Nè, anh có bạn gái lúc nào vậy? Chúng ta đi ăn một bữa thật ngon. Tôi mời. Ê, vào rồi, vào rồi. Không nhìn cũng vào. Nếu như tôi mà vào trúng nữa, tôi mặc kệ 3 lần 7 21. Tôi đi qua bên Pháp làm nông trại. Qua Pháp làm nông trại. Qua Pháp làm nông trại. Được rồi, nếu như tôi ném vào đó thì tôi sẽ hát bài hát mới của tôi ở buổi tiệc ly hôn của Fanny. Trời ơi. Yeah. Để tôi, nếu như tôi mà vào được, tôi lập tức đi làm phẫu thuật lấy cục máu ra liền. Hay đó. Chú Lũ, tới anh rồi. Làm gì nghỉ lâu vậy, nhanh lên. Đúng rồi, đúng rồi. Từ kể bóng mà nó thảy qua đây đi. Ba anh còn có thể chọn con đường mấy anh đi, nhưng mà tôi không giống như mấy anh. Tôi đâu có quyền bắt bóng. Chào Solo. Chào Lady Lauren. Cô nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy con người như Đại Chung Mã. Trước đây ông ta nhờ con trả hình lại cho cô, ông ta sẽ không giữ lại tấm nào đâu. Cho nên cô nghi ngờ những tấm hình này không phải là vợ của ông ta tìm trong di vật của ổng. Con cảm thấy sao? Thực ra những tấm hình này... Nhưng những tấm hình này đến từ đâu cũng không quan trọng. Tại vì chuyện của Đại Chung đã qua 40 năm rồi. Cô đã phản bội Đại Chung. Phản bội một người mà mình không muốn phản bội. Thật là rất khó chịu. Năm cô 18 tuổi, cô đã đem những gì tốt đẹp nhất của mình tặng cho người đàn ông mình yêu nhất. Cho nên mới chụp bộ hình này. Sau này khi cô kết hôn với người đàn ông khác, lúc đó cô rất sợ. Sợ bị người ta nhìn thấy những tấm hình này, cô rất hối hận. Sau này tuổi tác càng lớn thì cảm thấy những tấm hình này là vết nhơ lớn nhất của mình. Cho đến lúc cô gặp lại Đại Chung, lúc đó cô mới biết được, thì ra ông ta vẫn còn giữ lại những vết nhơ đó. Lúc đó tâm trạng khó chịu còn hơn chết nữa, giống như là muốn giết chết ông ta vậy. Con hiểu tâm trạng của cô chứ? Con hiểu. Tuổi tác càng lớn thì càng không dám đối mặt sự kích thích và khiêu chiến. Đây chính là những người bạn của con.
và con phải đối mặt với tình huống khó xử này. Giống như lúc cô lấy lại được những tấm hình, điều đầu tiên là muốn đốt hết đi. Cô một tay cầm quẹt ga, một tay cầm sắp hình này, nhưng mà lại cảm thấy không nỡ, không nỡ đốt đi. Cô rất không nỡ đốt cháy những tấm hình này. Cô nghĩ mình còn tự hào vì lúc trước đã chụp những tấm hình này. Cuối cùng cô đã hiểu, cùng một sự việc xảy ra không cùng thời gian, thời điểm và con người khác, thì mình cũng sẽ có cách nghĩ khác. Cũng là sự việc thật ra không có đúng sai. Cho đến lúc sau này mình nhìn lại, mình có thể sẽ hối hận hoặc sẽ rất tự hào. Nhưng mà giây phút trước mắt, mình không thể biết được tương lai sẽ ra sao. Điều duy nhất có thể làm là làm những việc mình làm được. Nếu như mình cứ không ngừng tính toán sau này sẽ ra sao, thì trong lúc mình sợ nhất, lo lắng nhất, mình đã lãng phí hết những gì trước mắt. Giây phút tiếp theo mình lại cảm thấy bản thân đã mất đi thời khắc tốt nhất. Tiếp tục như vậy chỉ khiến càng ngày càng sợ, càng ngày càng lo lắng. Kết quả cuối cùng, cái gì cũng không dám đụng vào. Vào 6 năm trước, vì cô quá sợ hãi, cô sợ Harry bị người ta gạt, cho nên lúc đó đã tìm cách đuổi cây đi. Hôm nay cô cũng đã biết rằng cô đã hiểu sai về cô gái đó. Nếu như lúc trước cô không phá hoại chuyện giữa cô và Harry, thì hôm nay cô với Phyllis cũng đang hưởng phúc bà cháu rồi. Cho nên cô quyết định không dành với cây quyền nuôi dưỡng Phyllis nữa. Lady Lauren, cô... Con cảm thấy cô chưa từng chịu thua, chưa từng từ bỏ, cảm thấy rất ngạc nhiên phải không? Giống như Lady Lauren nói, lúc trước cô đã làm những chuyện cô cảm thấy là đúng. Lúc trước cảm thấy đúng, hôm nay cảm thấy sai, thì hôm nay làm cho nó đúng lại. Quan trọng nhất là đừng có cái gì cũng không làm để nó tiếp tục sai, có phải không? Con cảm thấy quyết định hôm nay của cô rất đúng. Solo, từ trước đến giờ con chỉ nói với Lady là con sẽ làm theo ý của cô. Rất ít khi nói quyết định hôm nay của cô là đúng. Sau này có chuyện gì con không muốn làm hoặc là không nên đi làm, con cứ nói với cô. Cho dù con không nói, đừng tưởng là cô không biết. Con sẽ cố gắng thử nhiều hơn. Vậy tại sao con còn ngồi đây? Có người đang gấp gáp đợi tin vui của con. Con cũng phải gấp tới đó cho người ta biết chứ. Con đi đây, Lady Lauren. Chuyện gì vậy? Cô có đang ở nhà chị của cô không? Tôi hỏi cô có đang ở nhà chị của cô không? Cô nghĩ cái gì vậy? Anh có biết bây giờ nói bất kỳ lời nào, làm bất cứ hành động nào, tôi cũng phải suy nghĩ kỹ anh muốn cái gì không? Bây giờ tôi đang lái xe đi tìm cô. Tôi có một chuyện rất gấp phải nói với cô. Có phải Lady Lauren là giở trò gì không? Anh mau nói đi. Nói chung cô đợi tôi nha, đừng có bỏ đi đó.
xin lỗi. Xin lỗi nha, tao xin lỗi. Nghe nói con bò đó lại đi ra phơi nắng đó. Trời ơi, vậy tôi lại không thể ra đón con tôi đi học về được rồi. Vậy tình cờ đó chào không được rồi. Anh gấp như vậy, có phải Lady Lauren muốn giành lại Philip ngay bây giờ không? Lady Lauren quyết định không giành quyền nuôi dưỡng Philip với cô. Tôi nói là Lady Lauren quyết định không giành quyền nuôi dưỡng Philip với cô. Anh nói thật sao? Đúng. Nhưng mà tôi đến đây có một chuyện quan trọng hơn muốn nói cho cô nghe. Cô có biết tại sao tôi vào đây được không? Đúng rồi. Lúc nãy nghe nói con bò đó là đi ra phơi nắng, cho nên tôi đi ra đầu sớm tìm anh. Đúng rồi, ai lên đâu? Con người chỉ cần bỏ lại một thứ gì đó là có thể bước tiếp. Anh bỏ lại Iceland, đã có thể vào đây tìm em rồi. Em đúng là làm người ta kinh ngạc. Em có thể cảm động một con bò, có thể cảm động Lady Lauren, có thể cảm động một cô đảo. Không được, không được đâu. Mấy cái này hơi nổi quá, không hợp với phong cách người yêu của tôi. Cái này cũng không được đâu. Đợi một thứ đơn điệu một chút đi. Dạ. Như vậy gọi là đơn điệu rồi. Em yêu, xong chưa? Có được không? Dừng. Sao vậy chồng? Cái đầu của anh lại bị sao vậy hả? Không phải. Anh đang nghĩ áo của em phải thêm chút đinh tán vào, có phải nhìn đẹp hơn không chứ? Làm người ta hết hồn. Anh nói với em rồi, bác sĩ cũng kiểm tra, cũng báo trong não của anh tự hút lại rồi, phẫu thuật không cần làm nữa. Để mới làm bằng tính thật của Thịnh Minh anh đó, não của anh đã hoàn toàn không có bị gì nữa rồi. Hả, ông trời thật là trêu đùa. Cục máu của anh thì tự động thu hút lại, tại vì em đụng xe cho nên cục máu đi qua chỗ của em. Như vậy cũng tốt, nếu không xem cảm nhận được sự phóng khoáng của anh tự do thể hiện chứ. Bây giờ biết được cũng đâu có trễ đâu. Nè, giúp tìm cho em tôi một bộ của đinh tán đi. Được. Sao chơi lớn vậy? Tốt đó. Hai vị, sắp đến thời gian rồi. Các vị khách mời, buổi tiệc ly hôn của Fanny và Phong chính thức bắt đầu. Anh Âu Dương, Fanny, trước khi hai vị từ vợ chồng biến thành bạn bè, tôi có trách nhiệm nói rõ với hai vị. Căn cứ theo điều lệ hôn nhân, ly hôn đạt thành, có chứng giám, có chi tiết cụ thể. Hai vị đứng trước mặt tôi và tất cả bạn bè người thân sau khi quán đổi nhẫn cho nhau.
thì sẽ trở thành vợ chồng ly hôn trên pháp luật. Từ nay, nam cưới, nữ gả, không ai liên quan đến anh. Tôi mời tất cả mọi người chứng kiến. Tôi, Âu Dương Phong, xin tự nguyện ly hôn với cô Lục Phân Ni. Tôi mời tất cả mọi người chứng kiến. Tôi, Lục Phân Ni, tự nguyện ly hôn với anh Âu Dương Phong. Âu Dương Phong và Lục Phân Ni hãy trao đổi nhẫn. Honey, lấy anh nghe em. Hay quá. Bây giờ tôi chính thức tuyên bố, tiếp đến sau nụ hôn tạm biệt thì hai vị sẽ trở lại thành người tự do. Hôn đi, why I'm always living in the past till I find you on a sunny day. This is why that I have to tell you, this is why that I have to say that I love you. Yes, I do. Yes, I do. This is love. This is love. This is love. This is love. And I love you. Now I'm cô có cần cảm động như vậy không? Ghen tị sao? Cô đối xử người ta như vậy, người ta ghét cô, sao cô còn vui dữ vậy? Tôi tin rằng chú sẽ không ghét tôi đâu. Hay lắm, chú. Luật sư Diêu, có còn nhớ trước khi đi á, chúng ta có một thỏa thuận không? Nếu như tôi hát bài hát này ở buổi tiệc trước mặt mọi người, thì sau này em sẽ không được gọi tôi là chú nữa. Không gọi thì không gọi. Luật sư Lam. Ê, cha, anh đi đâu vậy? Tôi giới thiệu mà cô cho anh biết. Anh ta nói lúc nãy nghe bài hát của anh rất có cảm giác, có thể ra đĩa hát bất cứ lúc nào. Nè, qua đây. Không cần đâu Fanny, bây giờ tôi không có tâm trạng, lần sau đi. Không phải anh đợi cơ hội này hai mươi mấy năm rồi sao? Chuyện của tôi á liên quan gì tới cô? À, có phải anh còn giận tôi với cô ta lấy anh ra làm cá cược không? Tôi đâu có dám. Tôi tự trách bản thân thôi. Anh bỏ đi như vậy thật sao? Anh không gặp mặt cô thật sao? Anh bị mật ong làm cả người anh dính đầy kiến. Anh còn ở đó nhớ cô ta. Nè, anh vì cô ta từ bỏ lý tưởng của mình thật sao? Xem ra anh đã bị cô ta thu phục anh rồi. Nè. Nè, cái gì? Anh có còn nhớ anh với cô ta quen biết ra sao hay không? Sao đi? Tôi nhớ. Mà tại sao hỏi vậy? Anh quen bạn gái khắp nơi. Cô ta tưởng anh là kẻ xấu, sau đó phá anh ra áp trận, là muốn có một tình yêu thật là mãnh liệt mà. Tại vì muốn lấy linh cảm để sáng tác nhạc. Đúng vậy đó, rồi sao? Nếu như vậy á thì mối tình này đủ mãnh liệt rồi. Bài nhạc cũng sáng tác ra luôn rồi. Đó, tôi nói có đúng hay không? Hello. Vậy là cô nói tối hôm đó Honey cố ý đóng phim cho tôi xem à? Để cho tôi tưởng mình là bị người ta lừa, tưởng là mình thất tình,
sau đó kích thích linh cảm tôi để sáng tác nhạc à? Đạo cụ một đồng xu đó cũng là cô ta cung cấp cho tôi. Anh tưởng theo tính cách của tôi ra đường mà phải đem tiền theo sao? Sau đó Honey đến nhờ tôi dựng ra buổi tiệc này. Tôi làm người tốt, cổ thì làm kẻ xấu. Muốn anh khắc phục ám ảnh lúc trước bị người ta nói đạo nhạc. Muốn anh tự tin đứng hát trên sân khấu. Còn không nổ máy nữa, có tin tôi gỡ mấy người ra luôn không? Chết máy sao, luật sư Lam? Mở đầu xe ra coi đi. Em biết sửa xe đó hả? Không biết thì làm sao lái xe hơi ở miền Tây nước Mỹ được. Lần này không phải là xe chết, mà là anh chết. Sao chú? Không cần sửa xe hả? Em làm gì mà biết sửa xe? Em sửa anh thì có. Anh hỏi em nè, lần trước á, có phải là em thông đồng với Elsa để gạt anh không? Em chỉ là muốn tự biên tự diễn một màn mối tình mãnh liệt cho anh, để cho anh có thể viết được bài hát đó, có thể đứng lên lại làm ca sĩ, có đúng không? Anh hỏi như vậy tức là vẫn không tin Elsa và Fanny. Anh nhận định em quen giao với anh như vậy là có ý định muốn trêu anh, có đúng không? Chị hai à, em xoay anh vòng vòng luôn đó hả? Bây giờ còn ở đây giận anh nữa. Có nhiều trò để chơi lắm mà, sao lại chơi cái trò nhờ người này người kia diễn kịch? Em có biết không, trước đây em làm nhiều chuyện như vậy làm anh ghét lắm biết không? Chỉ có anh ghét em thôi hả? Bọn anh không có làm gì cho em ghét sao? Lần trước là bị thương cái tay của em vậy vẫn chưa làm nè. Con người hai mươi mấy tuổi á, có lý tưởng thì còn được. Bây giờ thì anh cũng bốn mấy tuổi rồi, không lẽ anh còn phải đuổi theo lấy giải thưởng này nọ sao? Bây giờ anh chỉ muốn an phận lại thôi, sống với người mà mình yêu nhất. Cho dù cho anh mở hai mươi mấy cái màn show ca nhạc đi nữa mà không có em bên cạnh thì làm sao mà anh có thể vui được? Honey, em có hiểu không? Không phải là luật sư Du và luật sư Lam sao chứ? Ai là luật sư Du? Ai là luật sư Lam? Ra đây đi. Nè, anh chỉ biết có Honey và chú thôi. Anh nói thì hay lắm. Nếu như trước đây anh có yêu em thật á, cho dù em có lấy anh làm cá cược, anh cũng nên đuổi theo em, cảm động em, đuổi theo cho đến khi nào em yêu anh mới được dừng lại chứ, phải vậy không? Thần kinh, đâu có ai làm vậy cô nương. Nè, trời lạnh vậy hay là khoác cái áo khoác lên rồi đi hả? Em không lạnh. Hey, cô nương à, nếu như em không lạnh hay là anh hát bài cho em nghe hả? Cái mặt của anh cũng dày lắm đó. Cái mặt của anh dày lắm hả? Đâu có dày lắm đâu, râu cũng mọc hết rồi nè. Sao rồi chú, không sao chứ? Em biết quan tâm tới anh rồi đó hả? Lên xe đi. Ô, xin chào. Chẳng lẽ tôi tìm sai chỗ? Ai vậy? Elsa, sao em tới đây vậy? Tên khốn này, đừng có giả bộ bể phổi là có thể qua được nha. Không phải, anh ở đây làm nông trạng thời gian, sức khỏe khỏe nhiều rồi, không có bể phổi nữa. Anh cũng hay lắm chứ, uổng công em mang thai con của anh cực khổ như vậy, còn anh ở đây quen gái Tây hả? Người ta là bà chủ nhà đó. Cô ta như vậy mà là bà chủ nhà sao? Anh cố tình ăn hiếp em, tụi em không biết phải không? Sao cô ta lại là bà chủ không nhà? Không phải, cô ta là con gái của bà chủ nhà, cô ta đến thu tiền nhà giúp bà chủ. Chào. Đứng lại. Họ lại là con gái của ai vậy? Anh một người không đủ mà cần đến ba người. Sức khỏe của anh tốt đến đâu cũng không nên làm tới bước này chứ. Em nghe nói trước đi. Cô ta là Camly, cô ta đến bán bánh từ thiện. Còn cô này là Lia, cô ta đến giao sữa bò và thu tiền sữa bò. Chỉ đơn giản vậy thôi.
xương. Anh có phải là con em bị khùng hay không? Anh đi qua đây. Anh đó, đứng bên đó để làm cái gì vậy? Người ta sinh ra như vậy cũng không có cách. Khí hậu ở đây nóng như vậy, người già cũng mặc vậy. Em không tin, anh dẫn em ra ngoài coi. Chris, Elsa, cô đến lúc nào vậy? À, Frankie, anh đến đúng lúc, giúp tôi giải thích đi. Elsa, cô hiểu lầm rồi. Những cô gái này tôi với vợ tôi đều quen hết đó. Vậy thì cũng có nghĩa là anh ta không biết kiếm ăn nên phải chạy xa một chút. Quan trọng là họ chỉ có 14, 15 tuổi thôi. Cô không phải tưởng Fish không biết rằng nước Pháp cũng có luật bảo vệ phụ nữ chứ. Họ mới có 14, 15 tuổi hả? À, ý của tôi là, để tôi suy nghĩ lại, nhìn họ cũng đâu có giống đâu. Fish, tạm biệt. Fish, tạm biệt. À, tạm biệt. Thật ra anh cũng là tôn trọng văn hóa đây thôi. Anh với người già ở đây cũng như vậy mà. Em đừng có giận nữa. Em giận sẽ ảnh hưởng tới em bé trong bụng. Elsa, hành lý của cô đâu? Đúng vậy, em đi du lịch cũng 9-10 cái vali. Có phải xe đang chở tới không? Anh Thomas à, những cái vali của tôi ở sân bay đó anh không cần đem đến nữa. Anh lập tức về Hồng Kông cho tôi đem hết đồ của tôi qua bên Pháp hết đi nha. Tôi phải định cư bên Pháp với cậu chủ Fish đó. Elsa, em suy nghĩ kỹ rồi sao? Cuối cùng em cũng đồng ý với chuyện anh nói hả? Còn về vali của tôi, anh không cần lo. Fish bây giờ sức khỏe rất tốt. Vì mắc công anh ta bỏ hết sức lực vô những chỗ không đúng đắn, để những nơi không đúng đắn. Lát nữa anh ta giúp tôi lấy được rồi. Vậy đi. À, không phiền hai người nữa. Bà xã, cảm ơn em. Đi khử độc cái mặt của anh đi. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn baby. Không thèm cái nha. Dễ thương thiệt. Mọi người xem nè, con gái tôi sau khi ra đời 101 ngày tự tôi chụp đó, ngày 102 lần vậy nè. Dạ đi nhiều ha. Anh thật kinh hả? Đẹp gái quá ha, y chang như ba nó. Xem nè, đây là hình ngày 103. Ý, nè, có tin tôi xóa hết luôn. Đừng vậy mà nè. Cũng ra đời 100 mấy ngày rồi, anh coi chưa đủ hả? Đẹp ra sao cũng vô dụng thôi. Ý anh nói là ngày nào nhìn thấy Honey cũng chán rồi phải không? Honey đâu có giống. Nếu như không có Honey thì hôm nay tôi đâu có vừa ra đĩa nhạc vừa đóng phim đâu. Giả lại không cần phải làm luật sư hả? Mà còn có thể lấy giải thưởng ca sĩ trẻ nữa chứ. Đúng, còn lên danh sách kỷ lục nữa. Có kỷ lục ca sĩ trẻ lớn tuổi nhất bác. Nghe thấy chưa? Con gái tôi đó. Nè. Ồn quá trời. Vậy âm cao của nó lợi hại hơn anh đó. Cũng tốt thôi. Không giống ba của nó, dễ bể phổi như vậy. Chừng nào anh mới là một đứa với Henry của anh vậy? Nếu không sau này không có linh cảm ra thêm cái điều khác đó. Anh nói xin là xin sao? Cổ kêu tôi giữ gìn sức khỏe, kêu tôi tốt nghiệp lớp giảng ngoại gì đó mới chịu xin. Là cái lớp lên núi xuống biển sao? Ha, nghe đợi là ông vô đĩa duy nhất được rồi. Anh nói là cục máu trong não anh mất đi sẽ tốt lại một chút. Tại sao vẫn còn đáng ghét quá vậy? Hả? Đáng ghét là chứng minh bản tính của anh ta rồi, hả? Tôi không về thời gian, không ngờ não của Tina cũng có cục máu. Vậy là biến thành anh, nghĩ lại cũng thấy sợ. Não của vợ tôi rất bình thường, cô ấy gạt anh thôi. Hả? Anh nói cái gì? Hả? Không phải hả? Chưa? Trước đây cô ấy tỉnh lại, không muốn ly hôn với tôi, cho nên nghĩ ra cái cớ này để tôi mềm lòng đó. Ngay lúc đó cứ kéo gần khoảng cách của tôi với cổ. Thì nè, đúng là làm khổ bản thân. Không lẽ nào anh để cho cổ làm khổ bản thân mình như vậy? Trước đây tôi nói ly hôn không phải vì tôi không còn yêu Tina, chẳng qua là chúng tôi không cùng bước nên cách nghĩ khác nhau thôi. Nhưng gần đây nhìn thấy cô ấy vì tôi làm nhiều chuyện như vậy, bây giờ chịu thay đổi bản thân để thích ứng với tôi, vậy thì tôi nên cho cổ thêm thời gian chứ. Nó không chừng sau này là cổ chịu đựng không đổi tôi, là cổ đòi ly hôn trước đó. Não của Tina không có chuyện. Không để nào không nói cho Kay Doanh biết. Kay Doanh biết mà cũng không nói cho tôi biết. Cổ cũng hay lắm, dám gạt tôi. Làm ơn đi. Quan trọng nhất là tôi tưởng cổ rất là ngây thơ. Chúng tôi nhắc chuyện Tina không dưới mấy chục lần mà cô ấy cũng giấu tôi. Tôi có phải là đã tin tưởng cổ quá nhanh rồi không? Tự nhiên tôi cảm thấy mình thật là thất bại. Tôi cảm thấy người thất bại nhất là Kay đó. Sao vậy? Solo dạy Kay đậu xe,
và hết 100 mấy tiếng cũng chưa về được đậu xe chữ S nữa. Nhưng thầy có nói trước đây xe của nó bị lấy cắp, nó chưa được học cách đậu xe nên không mua xe. Tôi hiểu rồi. Thì ra là anh không muốn dạy Kay đậu xe hả? Mà anh muốn Kay phải đậu vào chỗ S của anh. Hình như sư phụ ngày thất bại hơn anh như vậy. Vậy có phải chuyện này người thất bại nhất là nó, có phải không? Ê, anh hay lắm nghe. Tôi cũng hay lắm chứ. Mấy cái áo này đâu có mặc vừa. Chẳng lẽ bây giờ ra ngoài mua sao? Phiền phức như vậy, hay là đừng có mặc đi. Không mặc. Con người đến tuổi trung niên, dù sao thì mấy anh cũng đã dám mạo hiểm thay đổi cách sống, bắt đầu một cuộc sống mới. Chỉ là cởi hết áo ra chụp hình tôi mà, chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ hả? Tôi nhớ Lady Lauren từng nói, con người phải làm những gì mà mình muốn làm. Nếu như cứ tính toán chuyện mình đang làm có hối hận hay không, có hậu quả gì hay không, thì sẽ làm mất đi rất nhiều cơ hội trước mắt. Đến cuối cùng trong cuộc đời này, rốt cuộc là cái gì cũng không dám làm. Sợ không? Sợ hả? Chụp ảnh khóa thân hay đó. Ý tưởng này đáng lẽ tôi nghĩ ra trước mới phải chứ. Sao lại cho anh cô đảo là nghĩ ra trước vậy? Tôi phải kiểm tra lại sự suy nghĩ của tôi có phải không đủ phóng khoáng hay không. À, ít khi solo cô đảo này cũng có thể sexy như vậy. Được, tôi đồng ý ý của anh. Tôi cũng đồng ý với anh, nhưng tôi càng đồng ý với Lady Lauren. Nào, cởi áo đi. Anh nói mô hình này có thể được cho để ở đâu đường hầm không, để làm quảng cáo cho Thịnh Lam đó. Để sợ sao? Con cá đa xuân này đương nhiên là không cần sợ rồi. Ít ra anh lần này không cần sợ quên kéo gì kéo rồi. Đúng là con cá nhỏ đó. Trời, chưa cắt móng chân đâu nghe. Solo, nào tạo cái kiểu đẹp trai đi. Được. Somebody.